Chào mừng quý chị bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, đó là chiếc xe Accent. Tại thời điểm hiện tại thì Hyundai tung ra thị trường rất là nhiều mẫu mới. Cụ thể như Accent đây là một chiếc xe all new trong phân khúc nâng cấp hoàn toàn so với thời điểm 2018-19, thì facelift vào khoảng thời điểm 2020, và đây 2024 là all new. Chiếc xe Accent này thì đây là phiên bản đặc biệt bên em. Phiên bản đặc biệt đó, hiện tại Accent thì có 3 phiên bản số tự động, thì em sẽ báo giá cho quý chị trong video này. Thì về phần Accent thì chúng ta sẽ có phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn với giá niêm yết là 489 triệu, thì hiện tại bên em đang giảm giá cho quý hàng bản AT thì rơi vào là 475 triệu, bản đặc biệt thì là giá niêm yết là 529 triệu, thì giảm về khoảng 510, và bản cao cấp thì đâu đó là 569 triệu, giảm về 548 triệu. Và giá lăn bánh thì anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo để em có thể trả lời báo giá lăn bánh chi tiết cho quý anh chị về từng địa phương phù hợp. Ví dụ như là Hà Nội sẽ có một giá riêng, tỉnh thành phố Bắc Ninh, rồi trong Bắc Ninh thì sẽ có thành phố giá khác và huyện giá khác, đó là theo vùng miền thì cái giá trị về cấp biển nó sẽ khác nhau, và các tỉnh khác nhau thì thuế nó sẽ khác nhau đó. Ở phiên bản đặc biệt này đi sâu hơn một chút thì bọn em vẫn có những cái màu xe sẵn giao cho quý khách hàng, như là màu đen, màu đen, màu đỏ, màu trắng đó. Accent thì vẫn phổ thông với những cái màu như vậy. Accent được thiết kế thì với phiên bản all new này thì sẽ có những cái điểm nổi bật như là hệ thống Hyundai Smart Sense cho phiên bản cao cấp đó, hệ thống thông gió làm mát ghế cho hàng ghế phía trước cũng là phiên bản cao cấp. Bản đặc biệt này thì đã có hệ thống nâng cấp là đèn full LED, rồi hệ thống giải đèn LED định vị ban ngày đó, được trải dài từ trái sang phải này. Hệ thống đèn ngủ từ xa vẫn được trang bị, rồi cũng đèn gầm. Đèn gầm đây là qua bóng chiếu projector cho chụp sáng hội tụ rất là tốt. La răng của xe thì phiên bản này thì được trang bị kích thước là la răng 15 inch thì cũng chưa đẹp lắm, nhưng mà phiên bản cao cấp thì cũng rất là đẹp. Đó, gương chậu ngoài tích hợp xi nhan, có gập tự động. Ở tay nắm cửa thì thiết kế rất là hầm hố, mạ chrome, có tích hợp nút bấm thông minh. Đó, vào phần nội thất của xe thì Accent thì vẫn được trang bị với tông màu nội thất đen, có cần số thể thao giống đàn anh Tucson và Creta. Chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động cho phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp, còn phiên bản AT thường thì điều hòa chỉnh cơ, hệ thống đèn tự động, và phiên bản này bên em là cắt gạt mưa tự động đi rồi. Lấy chuyển số sau vô lăng cũng được trang bị cho phiên bản là đặc biệt và cao cấp. Chúng ta sẽ có những cái chế độ lái thể thao. Ở đây màn hình của xe thì sẽ là màn hình 8 inch, và màn hình giải trí của xe là 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Còn màn hình sau vô lăng là màn hình đa thông tin, thì với kích thước là 12,3 inch, nó rất là rộng, full LED, full digital luôn. Đến phần hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy là với chiếc xe Accent này thì chiều dài cơ sở của nó rất là tốt, cho nên hàng ghế thứ hai rộng và rộng thênh thang luôn. Những anh chị nào cao tầm độ khoảng 1m8 hoặc thậm chí hơn 1m8 thì ngồi rất là thoải mái. Chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa ghế sau này, rồi cổng sạc, vân vân. Hiện tại Accent thì bên em cũng có những cái chương trình giảm giá so với giá niêm yết và tặng quà tặng khuyến mại cho quý hàng, như là phim cách nhiệt, trải sàn da bọc vô lăng và rất là nhiều phần quà ưu đãi khác. Thì quý hàng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể báo giá tốt nhất và phục vụ ở trên tinh thần là giá tốt và phục vụ còn tốt hơn, để cho quý hàng sở hữu một chiếc xe với sự hài lòng cao nhất. Thì em xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.